Chào mọi người nha, chào tất cả khách hàng và các anh em đồng nghiệp thân mến nha. Rồi, đây là cái mẫu 6 phép nha. Bên ổng rày quay, mình đã có nói rồi, mẫu 6 phép này nó có hai loại. Một loại cái biến áp nhỏ, cái biến áp nhỏ hơn cái này là biến áp E28 nha. Thì nó rẻ hơn 200 ngàn nha. Thì cái mẫu này là biến áp nhỏ hơn, là coi như là mình sử dụng máy 4 phép, mà bây giờ mình sử dụng chung là máy 8 phép luôn đó. Thì 6 phép E28 này là với giá là 900 ngàn. Còn cái máy E42 như thế này thì đánh cái độ sâu tầm 1,5 m nữa nha. E42 đánh độ sâu tầm 1,5 m nữa thì giá là 1,1 triệu. Rồi còn cái biến áp E28 này đánh tầm hơn 1 m nữa tí xíu đó, mà nói vậy để mình giải thích cho anh em biết ha, với phân tích cho anh em hiểu. Rồi cái này là phép dân động nha, nhưng mà mình không phải nói là bán máy gì, bây giờ cái gì linh kiện cũng lên hết, mà anh em thì thích đồ rẻ, đồ rẻ mà ngon á, thì thời buổi này đồ rẻ ngon là không có nha anh em. Mình nói thẳng là vậy luôn đó, anh em buồn thì mình chịu. Thời buổi bây giờ bệnh dịch cái gì cũng lên hết, anh em mà cứ thích đồ rẻ mà đánh ngon đánh được thì không có đâu, thời buổi giờ là không có. Rồi với phần nè, anh em thấy nha, đường mạch mình đi rất là kỹ càng đó nè, xài chì loại tốt cho anh em, đi đường mạch rất là dày, ấp rất là kỹ đó. Anh em đã thấy rồi nha, đó máy mình làm mà rất là kỹ, rất thuần chi tiết, xài tụ xịn, tụ hàng tháo máy mà rất là chất, tụ Nichicon ấy, Camry đó, nói chung là chung hãng đó, xài làm cái gì cũng vậy. Kể cho anh em thì tiền nào của nấy thôi, chứ anh em đừng nói nha. Hộp thì đợt này là mình đặt hộp riêng ở bên của anh em tụi mình. Hộp này một nhựa rất là dẻo hơn cái hộp nhựa trong đó nha. Hộp nhựa trong ấy, hộp nhựa nắp đen nha, nó không dẻo bằng lò này luôn nha. Nhựa này mình đặt riêng nha, đó rất là dẻo, mình làm sẵn rồi nè. Đó bây giờ là mình đặt vào hộp, là mình vào hộp nữa là xong đó. Mình quay từng chi tiết cái máy cho anh em ha. Máy này có auto fan luôn, mà những điều mình bỏ nha, bỏ phần auto fan rồi. Nói chung auto fan chi đâu, nhiều anh em nói sợ quạt chạy nó mau hết bình, cái này thì nó không có nha, bình thì nó chạy không có hết đâu đó. Rồi còn cái phần quạt này thì mình để vô cái quạt đây, thì quạt này là quạt cái loại nó chạy nó hơi tiếng nó hú thôi, nhưng điều nó không rung đó, nó hú cái tiếng gió, quạt gió rất là mạnh đó, nó hút cái hơi gió vào. Cái quạt loại này dày tới 3 phân đó, nó lùa rất là mát đó. Anh em đi auto fan cũng được, mà những điều auto fan nó chút nghỉ chút chạy cũng vậy à, quạt này chạy nó không có hao bình đó. Mình nói thẳng thì chạy cái, nếu mà để cái bình không chạy còn 50 ngày á, nó mới hết bình nha. Rồi bây giờ mình tạm ngưng, mình vào hộp ha, và mình test máy cho anh em xem. Rồi tiếp tục nha mọi người, mình đã vào cái hộp xong rồi nha. Thì đây đó, đỏ là dương, xanh là âm, cầu ốp kèm theo là 1,5 m nha, đi bộ là 1,5 m là vừa đủ luôn nha anh em. Mình canh sẵn luôn rồi, về anh em mà ra vô là không có dư, không có thiếu gì luôn nha, 1,5 m là vừa đủ luôn cầu bóp. Rồi còn đây là cái phần mặt phía trước, thì đỏ là vợt, đen là chẻ ha, chẻ hoặc vợt, nếu mà mát thì đi vợt thì nó tốt hơn nữa nha. Rồi còn đây là cái công tắc, bật xuống là tắt trộn xung nè, bật lên là trộn xung nè. Tại vì anh Điền á, ảnh nói là ảnh đi chỉnh trộn xung chưa quen, thì mình làm mình canh sẵn cho anh luôn. Thì anh có xài máy 8 của mình rồi, thì máy này là về thị xã Kiến Tường của tỉnh Long An nha. Máy này là máy là của anh Điền, khách đã sử dụng mình cái máy 8 rồi. Anh nói đánh máy 8 của mình anh lấy đánh thiền một giờ nha, còn anh nói đi bộ thì hơi hao bình đó, bởi vậy mình mới nói nha, máy 8 của mình là để chuyên đánh thiền tầm trung nha, đánh bộ cũng được mà nó hơi hao bình nha, còn đánh bộ thì sử dụng mẫu 6 phép này là được rồi. 6 phép E28 hoặc E42 nè, cái này E28 nè đó,
Tụi mình anh em cần mẫu đánh bộ là anh em đánh bộ là độ sâu 1,5 m là sử dụng con 6 phép này là ok nha. 1,5 m trở lại là mình bao cho anh em đánh 1,5 m trở lại nha. Đó, còn E28 thì đánh tầm 1 m nữa hoặc là hơn 1 m nữa. Đó. Rồi nút đỏ này chỉnh mạnh mạnh yếu nè, đơn giản thôi. Đó. Mình bật muốn đánh trộn xung cái mình bật cái này lên, mình chỉnh nút này mạnh yếu thôi. Không phải tắt trộn xung. Mình làm mình canh cho anh Điền ha, anh Điền sử dụng máy của mình rồi. Nên anh đặt cây này cây bộ. Đó, anh mua máy mình đợt nghe đợt dịch nè. Anh mua đợt dịch hồi năm ngoái á. Rồi mình sẽ test ha, dạng mức thấp nhất nè đây ha, mình đang tải bóng 1 kg nha anh em. Rồi nè, mình dặn lên nè 50% nha. Đó, mình về mình đánh lốc cái 50% trở lại thôi. Đi mương đồng lương cạch 50% trở lại hoặc là hơn. Đó, maximum nha. Rồi mình bật lên trộn xung nè. Đó, đơn giản thôi. Rồi anh em chỉnh mạnh yếu thôi. Nè. Đó, mình canh sẵn cho anh em rồi. Về mình chỉ việc cứ mà xài thôi. Đó. Không thích trộn xung rồi tắt, đánh như mấy cơ. Rồi. Bây giờ chú ý đừng chập giật hai cái lại rồi. Nè, đây mình test ha. Rất là nhạy ha. Đó. Đây ha. Xung máy rất là nhạy. Rồi. Thì mình sẽ đóng gói gửi cho anh liền nha. Còn hai cái máy 4 của anh Hữu nữa. Đó, còn hai cái máy 4 của anh Hữu mình làm rất là lâu rồi mà hiện tại giờ mình bị bệnh nha. Cho nên ở nhà có bị bệnh rồi bị F0 rồi không có gửi máy cho anh Hữu được. Đó, không có đi lên tận nơi giao cho anh thì để mình liên lạc anh cho mình gửi qua bưu điện. Đó. Đó, thì anh em thông cảm. Đó, mình để riêng máy đóng bụi luôn á anh em. Đó, máy này máy 4 phép nè. Anh Hữu đặt mình hai cây này là hai cây này nữa là 5 cây á. Đó, mà những điều mình để riêng đóng bụi luôn, mình không có thời gian đi giao cho anh với ở nhà bị nói chung bệnh này. Mùa dịch thì bị ở nhà sự cố bị không. Đó. Chứ sao vậy cũng bị thôi. Rồi, mình không giao máy cho anh Hữu được, mình sẽ liên lạc cho anh mình gửi luôn. Đó. Rồi em chào tạm biệt mọi người nha.